Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món ăn ngon nữa phù hợp với mỗi bữa cơm gia đình. Đó là món cá rô kho tộ. Món này các bạn sẽ ăn kèm với cơm trắng cũng như là các loại rau sống như là dưa leo, xà lách v.v. Rất là hợp ha. Rồi để làm được món cá rô kho tộ, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là 400g cá rô sau khi mua về thì mình đã sơ chế thật là sạch rồi. Các bạn nhớ là rửa qua với chanh hoặc là giấm muối để cho nó sạch nhớt nha. Rồi ở đây là vài tép tỏi và một củ hành tím, cũng như là các gia vị nêm nếm cần thiết khác như là nước mắm, đường, hạt nêm, muối, tiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món cá rô kho tộ này nhé. Tỏi và hành tím mình sẽ đập dập băm nhuyễn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị cho cá. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Hôm nay mình sẽ kho kiểu cho cái món cá kho của mình đó các bạn, nó kẹo á, nên là mình sẽ cho đường hơi nhiều ha. Thì tùy theo sở thích của gia đình các bạn có thể là cho ít hoặc là cho nhiều đường. Rồi tiếp tục cho vào đây nước màu. Đây các bạn, một hũ nước màu nè. Đó, mình thắng sẵn, mình cứ để dành ăn như thế này. Thì mình cho vào đây là 1 muỗng canh. Cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một ít tiêu. Cho vào đây một nửa tỏi và hành tím băm. Một nửa còn lại một chút mình sẽ đi phi thơm. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều, ướp cá trong khoảng thời gian là 15 phút để cho cá nó ngấm gia vị. Thường thì nhà mình hay nấu món cá rô kho tộ để ăn với canh chua các bạn. Rồi ướp được khoảng thời gian 15 phút đó các bạn, bây giờ cá cũng đã ngấm gia vị rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang cá đi kho nha. Hôm nay mình sẽ kho bằng nồi đất nha các bạn. Rồi mình cho dầu ăn vào đây ha, khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho tỏi và hành tím băm còn lại vào mình phi thơm. Tỏi và hành đã thơm, các bạn sẽ cho cá vào. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết cái nước mà ướp cá dùm cho vào luôn. Các bạn sẽ cho vào đây một tí nước ha, khoảng 2 muỗng canh nước. Rồi các bạn lấy hết những cái gia vị nó còn sót lại ở trong tô nè, mình cho vào cá luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào ha. Bây giờ mình cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Lửa của mình để như thế này ha. Nếu như các bạn mà kho bằng bếp ga hoặc bếp điện á, thì các bạn để mức lửa trung bình. Đây, cá rô kho tộ của mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ chở cá thêm một lần nữa, là mình sẽ không chở nữa nha, để tránh cho cá nó bị nát á. Wow, rất là ngon nha. Kho bằng nồi đất mà còn thêm bếp củi nữa các bạn. Ban đầu các bạn cứ kho cái mức lửa lớn cho nó sâu như thế này nè, để cho nó thấm đều cá ha. Rồi trong thời gian mình chờ cho cá nó rút bớt nước á, bây giờ mình sẽ đi hái ớt nha. Đây cây ớt nhà mình nè các bạn. Ớt trái nhỏ nhỏ rồi nhưng mà nó cay lắm luôn á. Rồi khi các bạn nhận thấy cá nó đã rút bớt nước kho như thế này thì các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ ha. Đây mình nấu bếp củi cho nên là ở đây nó còn cái lửa than thôi nè. Để lớn quá là cá dễ bị cháy khét nha. Rồi bây giờ mình cho ớt vào được rồi đó các bạn. Rồi cá đã chín rồi, lên màu đẹp ha, cũng như là cạn nước như mình mong muốn, và mình rắc tiêu lên. Rồi tắt bếp ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cá rô kho tộ, hoặc còn gọi là cá rô kho tiêu, rất là ngon, đậm đà, đưa cơm và đẹp mắt như thế này ha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn yêu thích đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món cá rô kho tộ này nhé. Chúc
chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại. Bye bye.